Hành trình học tiếng Anh của mình cũng có nhiều thách thức. Thứ nhất đó là trước khi học phiên âm ấy, là mình đã học học 15 năm, tức là cũng phải là 15 năm học tiếng Anh. Nhưng mà cuối cùng là cái phiên âm nó sai hết. Cuối cùng là mình vào đây thì mình phải sửa sửa toàn bộ, tức là gần như là quên quên những cái phát âm cũ đi, để mình trau dồi thêm cái trau dồi cái phát âm mới để phát âm cho nó chuẩn. Đấy là cái khó khăn thứ nhất của mình, vì cái phát âm cũ nó đã trở thành thói quen rồi, nó cứ buột miệng là mình phát âm ra thôi. Đâm ra là nhiều lúc nó hơi có thể là như thế, nên là người nước ngoài cũng không hiểu mình nói gì. Cái thứ hai đó là cái thời gian mình cũng không có nhiều vì còn có công việc nữa. Thứ ba là trong cái quá trình mình học thì mình lại bị ốm một thời gian, mình phải tạm dừng mất nửa tháng. Rồi khi mình quay lại, tiếp tục quay trở lại thì nó lại như mới, tức là nó bị như mới thì cũng có thể là do lúc lúc đấy là mình học tiếp lên khóa tiếp theo, mình cũng nghe được, không không nói được những gì mà mình mong muốn, là mình muốn nói với lại người bản ngữ, với các bạn bằng tiếng Anh. Mình đã căng thẳng, tức là mình căng thẳng, mình stress, cảm giác stress, lúc đấy stress nặng, mình còn khóc. Có hôm mình chuẩn bị bài mình khóc tu tu ở trên nhà luôn. Mình khóc bảo sao mình học như thế, mình dành thời gian cho nó như thế mà mình cũng không thể nào mình vượt qua được cái tinh thần của mình để mình học cho nó thoải mái hơn, để mình nghe được bài. Đấy. Thì để khắc phục cái tình trạng trạng đấy thì mình đã, thứ nhất là mình tra phiên âm ngay cả những cái từ đơn giản nhất như từ do, từ ai, mình cũng tra đầy hết đầy đủ phiên âm để mình luyện. Đấy. Và cái mình cũng có nghĩa là nhiều lúc là lên mà không biết nói gì, không biết nghe người ta gì nói như thế nào, không biết hiểu các bạn nói gì, nhưng mà cũng cố gắng lên hàng ngày đều đặn mỗi ngày, và tranh thủ mọi lúc mọi nơi học tiếng Anh, ngay cả khi đi đường lái xe. Nhiều lúc người đi đường người ta cứ quay lại nhìn mà không hiểu cái con này nó bị làm sao. Rồi sau một thời gian thì mình thấy mình tức là mình không có thời gian nhiều đủ để cho học, mà mình cứ thế này thì chắc là không theo kịp các bạn, thì xin sếp nghỉ nửa ngày, nghỉ nửa ngày để đầu tư cho việc học tiếng Anh. Lúc đấy là mình cũng chỉ có tiếng Anh với lại đi làm, còn gần như là bỏ hết tất cả những cái thứ mà trước kia mình đi, đến ngay cả cái tham gia câu lạc bộ ở ngoài công viên sáng chủ nhật, gần như là mình cũng bỏ để mình tập trung đầu tư cho học việc học. Thế rồi mình nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn và viết nhiều hơn. Viết thì có thể là không viết bằng tay, có thể mình đi đường ấy, nên là mình nghĩ ra những cái gì mình có thể nói được thì mình cứ nói thôi. Đấy. Thì trong quá trình đấy thì mình mới nhận ra rằng là muốn học một ngôn ngữ mình cần chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Thứ hai là phải phát âm chuẩn thì mình mới nghe chuẩn, mình mới nghe được, mình mới nói được. Đấy. Rồi học ngoại ngữ thì không chỉ là học cái ngôn ngữ mà mình còn rèn luyện cái tinh thần, cái ý chí và mở rộng cái sự hiểu biết. Đấy là còn ba từ mà để thúc đẩy các bạn khóa sau, thì đối với mình nghĩ là kỷ luật, kiên trì và điềm tĩnh. Cái là kiến sĩ về điện À. tử. Alright, that's it, Bonnie. Yeah. Amazing, Bonnie.